Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin trừng phạt tối đa lên nước Nga của Putin. Putin đã có công làm cho Tây Phương và các quốc gia yêu chuộng tự do, dân chủ đã đến gần nhau hơn bao giờ hết. Trong lúc Vladimir Putin dàn quân bao vây Ukraine, như hình ảnh vệ tinh cho thấy, quân Nga đang tiến gần đến thủ đô Kiev của Ukraine từ phía Bắc, Nam và Đông, thì Putin và chính phủ Nga đang bị Mỹ và thế giới bao vây và trừng phạt về ngoại giao và đặc biệt là về kinh tế, tài chính, một cách chưa từng thấy trước đây. Nhà báo Phạm Phú Khải đã bình luận với tựa đề trừng phạt tối đa lên nước Nga của Putin. Ngay cả các bộ môn thể thao như trượt băng quốc tế, trượt tuyết, bóng rổ, điền kinh và một số môn quần vợt của Nga, thì các vận động viên và quan chức cũng bị cấm hay đình chỉ tham dự vào đầu tháng 3 vừa qua. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Biden. Vào ngày 25 tháng 2, Tổng thống Mỹ Biden đã cương quyết cam kết trừng phạt Nga một cách mạnh mẽ nhất với tác động tối đa và lâu dài. Mỹ sẽ cùng đồng minh 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu cũng như Anh, Úc, Canada, New Zealand, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác sẽ trừng phạt nền kinh tế Nga ngay lập tức trong thời gian tới. Và hiệu quả như các bạn đã thấy, các nhà băng tại Nga gần như tê liệt, không còn ngoại tệ. Tổng thống Mỹ Biden cho biết nhóm 7 và G7 và tất cả các đồng minh của Mỹ hoàn toàn đồng ý vào mục đích và phương pháp này. Liên minh này sẽ hạn chế khả năng tài chính và quân sự của Nga, làm suy giảm khả năng cạnh tranh của Nga trong nền kinh tế, công nghệ cấp cao của thế kỷ 21. Đánh vào giá trị đồng tiền Nga, trừng phạt các ngân hàng Nga đang nắm giữ tài sản khoảng 1.000 tỷ đô, cắt bỏ ngân hàng lớn nhất của Nga nắm giữ hơn 1/3 tài sản ngân hàng ra khỏi hệ thống tài chính của Mỹ, chặn thêm 4 ngân hàng lớn khác của Nga có tài sản 250 tỷ Mỹ Kim và sẽ cho tên giới thượng lưu của Nga và thành viên các gia đình vào danh sách bị xử phạt. Vì những người này được hưởng lợi từ chính sách của chế độ hiện nay là áp dụng các biện pháp giới hạn của các hoạt động của công ty quốc doanh của Nga trị giá 1,4 ngàn tỷ USD. Những công ty lớn như BP và Shell, ngân hàng toàn cầu HSBC và công ty cho thuê máy bay lớn nhất thế giới Aircap đã ra lập danh sách các doanh nghiệp đang tìm cách rời bỏ Nga trong lúc chế tài của phương Tây được siết chặt lên Moscow. Vào ngày 1 tháng 3, các thương hiệu lớn của Mỹ bao gồm cả Apple, Google và Harley Davidson đã cắt giảm doanh số bán hàng và tách mình khỏi Nga vì xâm lược Ukraine. Vào ngày 1 tháng 3, hãng thông tấn Reuters cho biết các ngân hàng quốc tế cũng bắt đầu thi hành lệnh chế tài Nga. Cùng ngày, Thủ tướng Scott Morales công bố viện trợ 75 triệu Mỹ Kim tương đương 105 triệu Úc Kim cho Ukraine, trong đó 50 triệu USD để giúp vũ khí phòng vệ và 25 triệu đô la cho nhân đạo. Đây là hình ảnh Thủ tướng Úc Scott Morrison. Morrison cho biết khoảng 50 triệu Mỹ Kim viện trợ này sẽ thuộc lại gây chết người như tên lửa, đạn dược, hỗ trợ người Ukraine trong việc bảo vệ quê hương của chính họ. Và Úc sẽ làm điều đó với sự hợp tác của NATO. Nga đang bị cô lập gần như hoàn toàn qua hành động xâm lược này, ngoại trừ một số nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Nếu phần lớn thế giới sử dụng mọi biện pháp trừng phạt lên Nga một cách toàn diện và hệ thống, thì nền kinh tế của Nga có thể bị khủng hoảng và tê liệt qua thời gian tới. Tóm lại, Nga thật sự không có đồng minh nào về mặt ngoại giao trong vụ này và đang bị cô lập một cách toàn diện về kinh tế. Ấn Độ cùng lắm cũng trung lập, Trung Quốc cũng chỉ là con buôn trục lợi, im lặng, thu tiền. Bangladesh có làm ăn hợp tác với Nga nhưng cần Mỹ nhiều hơn. Bangladesh là nước đã nhận được viện trợ vaccine nhiều nhất từ Mỹ là hơn 60 triệu liều. Phần lớn các quốc gia khác còn lại trên thế giới không có lý do gì để ủng hộ Nga cả. Về mặt lý, tất cả lẽ ra nên lên án mạnh mẽ động thái của Nga về an ninh và quyền lợi lâu dài. Putin phải trả giá cho hành động của mình. Chính Putin một mình đã quyết định xâm lược Ukraine. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Vladimir Putin. Số thương vong chết chóc của thường dân Ukraine, kể cả trẻ em,
và là các tội ác do Putin gây ra. Ba chuyên viên từng giữ vai trò quan trọng trong chính quyền của Mỹ trước đây bao gồm David, là Thứ trưởng Ngoại giao thời George Bush, Jones, cựu đại sứ tại Ukraine và Williams, cũng là cựu đại sứ tại Ukraine, đều cổ vũ cho chủ trương bắt Putin phải đền tội. Viết trên tờ báo FI vào ngày 26 tháng 2 rằng, ba ông biện luận rằng nếu Putin không bị trừng phạt nghiêm khắc, ông ta sẽ không dừng lại ở Kiev. Và để thực hiện kiềm chế Moscow và ngăn chặn Moscow tấn công các nước châu Âu khác, Washington và NATO phải thực hiện gần như mọi biện pháp hiện có, không kể việc đặt giày lên mặt đất, tức là ngoại trừ gửi lính đến đó chiến đấu. Điều đó có nghĩa là mạnh tay trừng phạt ngành năng lượng của Nga và phần còn lại của ngành tài chính. Nó cũng có nghĩa là nhắm mục tiêu đến tất cả mọi người xung quanh Putin, bao gồm tất cả các quan chức cấp cao của chính phủ Nga, cũng như các thành viên của Quốc hội Nga. Và phương Tây cần áp dụng những biện pháp vượt ra ngoài các biện pháp trừng phạt như cắt đứt hoạt động tuyên truyền của Moscow và dàn dựng các cuộc tấn công mạng nhằm vào quân đội Nga. Những hậu quả này có giá trị trong và của chính chúng, Putin và chế độ của ông ta phải trả giá cho những thiệt hại mà họ đã gây ra cho Ukraine. Đây là hình ảnh vào hôm 4 tháng 3, các nhà hoạt động xã hội tại Hà Nội đến trao thư ủng hộ có số tiền 285 triệu đồng quyên góp ủng hộ nhân dân Ukraine cho bà Natalia, đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam. Nếu hậu quả vượt ra ngoài các phạm vi trừng phạt, chúng ta có thể thật làm chậm được cuộc xâm lược của Nga và giúp người Ukraine chống trả. Tuy nhiên, ngay cả khi họ không thực hiện được điều đó, các hình phạt vẫn có thể ngăn cản Điện Kremlin thực hiện nhiều mối đe dọa khác trong tương lai. Tommy, giáo sư về chính sách ngoại giao hậu Liên Xô, biện luận trên tạp chí Upright vào ngày 26 tháng 2 rằng Putin đã không ngờ được dân tình Ukraine và phản ứng của họ qua vụ này, và cũng hết sức ngạc nhiên với phản ứng mạnh mẽ từ phương Tây. Điều này hẳn đã làm cho Putin cảm thấy ít nhất là bất an. Sử dụng chiêu bài cũ của Putin về việc cai trị bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa củ cà rốt và cây gậy đã không còn khả thi. Cho nên Putin bây giờ phải vượt qua thất bại của cuộc chiến mà ông ta và giới tình báo an ninh của mình đang tiến hành trên đất Ukraine. Igor, cựu đại sứ của Mỹ tại NATO từ năm 2009 đến năm 2013, biện luận trên tạp chí Upright vào ngày 1 tháng 3 rằng cần phải ngăn chặn Putin và cứng rắn hơn nữa. NATO cần gửi hàng chục ngàn lính đến phía đông của Ba Lan và phía nam của Lithuania thay vì chỉ vài ngàn như hiện nay. Tuy vẫn tiếp tục duy trì kênh ngoại giao, tất cả các cuộc gặp gỡ của thủ lãnh quốc gia với Putin như trước cần phải chấm dứt. Và DG cho rằng không có chỗ đứng cho Nga trong nhóm 20, tức là G20 nữa, và cho đến khi nào Nga chưa rút quân khỏi Ukraine một cách toàn diện và vô điều kiện thì không có gì để nói với nhau. Kieler lạc quan về biện pháp dành cho nước Nga của Putin rằng kết quả thu được rất đáng kể, bao gồm các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, tăng cường khả năng răn đe, phòng ngừa và đoàn kết chính trị hoàn toàn với Ukraine. Đây là hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky. Thế giới trông có sự đồng thuận rộng rãi về việc trừng phạt Putin mạnh mẽ nhất. Người ta thấy sự thiệt hại quá lớn từ một kẻ độc tài hung hăng. Tất nhiên, vẫn có người ưa thích độc tài vì họ được hưởng đặc quyền đặc lợi. Nhưng số này thì ít, người thiệt thòi thì nhiều, vô kể. Dù sao, qua vụ xâm chiếm Ukraine, Putin đã giúp cho nhiều người thức tỉnh và hiểu biết hơn về sự phá hoại khủng khiếp của việc cai trị mang tính cá nhân và mang thế giới đến gần hơn trong giải pháp đối với vấn nạn độc tài toàn trị. Bài diễn văn thông điệp liên bang của Tổng thống Biden hôm nay cũng khẳng định Putin đã sai lầm, nhất là khi nghĩ rằng có thể chia rẽ nước Mỹ. Nhưng Biden khẳng định Mỹ và bao nhiêu quốc gia khác trên thế giới sẽ ủng hộ người dân Ukraine và sẽ làm cho nước Nga của Putin phải trả giá, phải chịu trách nhiệm cho hành vi xâm lăng này. Putin đã có công làm cho Tây Phương và các quốc gia yêu chuộng tự do, dân chủ trên thế giới đến gần nhau hơn nữa. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam biện minh về phiếu trắng cho nghị quyết của Liên Hợp Quốc
đòi ngừng cuộc chiến ở Ukraine. Hôm 3 tháng 3, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu quan điểm về việc nước này đã bỏ phiếu trắng cho nghị quyết tại phiên họp đặc biệt Hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm yêu cầu Nga ngừng ngay lập tức cuộc xâm lược Ukraine. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói tại một cuộc họp báo rằng quan điểm của chúng tôi là Việt Nam luôn theo dõi sát sao và hết sức quan ngại về tình hình Ukraine, theo báo chí Việt Nam chia sẻ. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng. Bà Hằng cũng nhận xét rằng cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine đang ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới. Chúng tôi cho rằng ưu tiên hiện nay là cần kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực để tránh gây thương vong và tổn thất đối với dân thường, nối lại đàm phán, đối thoại trên tất cả các kênh để đạt được các giải pháp lâu dài có tính chất lợi ích chính đáng của tất cả các bên trên cơ sở phù hợp với hiến chương của Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Bà Hằng đã nói như vậy. Các thành viên của Liên Hợp Quốc biểu quyết về nghị quyết liên quan đến Ukraine trong một cuộc họp khẩn cấp của Đại hội đồng tại trụ sở Liên Hợp Quốc vào ngày 2 tháng 3 năm 2022. Vào ngày 2 tháng 3, Đại hội đồng đã tổ chức kỳ họp khẩn cấp này về tình hình Ukraine và ra nghị quyết yêu cầu Nga phải ngay lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự và rút toàn bộ lực lượng vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine. Đã có tới 141 trên tổng số 193 nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này. 5 nước bỏ phiếu chống bao gồm Nga, Belarus, Bắc Triều Tiên, Syria và Eritrea. Còn lại 35 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Việt Nam. Trước đó vào ngày 1 tháng 3, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và cho rằng Việt Nam đã hết sức lo ngại về tình hình xung đột vũ trang hiện nay tại Ukraine và kêu gọi kiềm chế tối đa và chấm dứt ngay việc sử dụng vũ lực để tránh gây thêm thương vong và tổn thất. Ông Giang cho rằng các cuộc chiến tranh và xung đột thường bắt nguồn từ các học thuyết lỗi thời, đề cao chính trị cường quyền, tham vọng thống trị, áp đặt và sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, phát biểu trong phiên họp đặc biệt về Ukraine vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Đây là hình ảnh Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Mạc Văn Trang, người từng học tập ở châu Âu và đang theo dõi tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, đã nêu nhận định của mình với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ về phản ứng của Việt Nam như sau. Tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam phải xử lý như vậy thôi, bởi vì quan hệ giữa Việt Nam và Nga rất sâu sắc. Từ truyền thống cho đến hiện nay, Việt Nam và Nga có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Cho nên, trong tình huống như thế này thì họ cũng thông cảm và đành phải bỏ phiếu như vậy. Nhưng tuyên bố của Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc là rất tích cực. Vào hôm 2 tháng 3, ngay sau Việt Nam khi Việt Nam bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại biện lâm thời của Ukraine tại Việt Nam, bà Natalia, bày tỏ sự thất vọng trên Facebook của bà như sau. Trong số tất cả các thành viên ASEAN, chỉ có Việt Nam và Lào bỏ phiếu trắng. Việt Nam ơi, quê hương thứ hai của tôi rất thất vọng. Cảm thông trước sự thất vọng của nhà ngoại giao Ukraine, ông Trần Tuấn Lộc ở Thành phố Hồ Chí Minh viết rằng, đúng là thất vọng. Dù ngay từ đầu tôi đã chắc chắn đến 95% họ sẽ bỏ phiếu trắng, nhưng sau bài phát biểu có ngụ ý lên án Nga của Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, tôi cũng hy vọng là họ sẽ bỏ phiếu lên án Nga. Nhưng họ đã không thay đổi cách tư duy vì lợi ích mà bỏ qua công lý và đạo lý. Nghị quyết này của Liên Hợp Quốc đã được thông qua, dù không có tính ràng buộc, nhưng sẽ đóng vai trò như một dấu hiệu cho thấy nước Nga bị cô lập như thế nào trong cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ, một trong các quốc gia đề xuất nghị quyết này lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, lên án cuộc tấn công quân sự của Nga nhắm vào Ukraine. Đây là hình ảnh một thiết giáp bị phá hủy trên đường phố của thành phố Bukha thuộc vùng Kiev vào ngày 1 tháng 3. Trong một tuyên bố vào tối ngày 2 tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ Biden nói cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc đã công nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tấn công
vào chính nền tảng của hòa bình và an ninh và trật tự toàn cầu và vào mọi thứ mà Liên Hợp Quốc đại diện cho họ. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân bỏ phiếu trắng mùng 2 tháng 3 vẫn có bài phát biểu mang tính biện bạch về lập trường bỏ phiếu của Trung Quốc cho biết. Trung Quốc một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế kiên trì định hướng giải quyết chính trị, tạo bầu không khí và điều kiện có lợi cho hai bên trực tiếp đối thoại và đàm phán. Ông Trương Quân nói rằng Liên Hợp Quốc và các bên liên quan áp dụng bất cứ hành động nào đều phải lấy hòa bình và ổn định khu vực làm trọng, để an ninh phổ biến các bên làm trọng và phát huy vai trò chính diện cho việc làm dịu tình hình và thúc đẩy giải quyết ngoại giao. Còn đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily thì nói với các phóng viên rằng chúng tôi không thấy bị cô lập. Lập trường của Moscow là hoạt động quân sự của Nga là để bảo vệ cư dân ở các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Nga cho rằng mình đang tự vệ theo điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu bao gồm nước uống và khí đốt cho hàng triệu người dân và dường như đang chuẩn bị gia tăng mức độ tàn bạo của chiến dịch chống lại Ukraine. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda đã nói trong một bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây là một khoảnh khắc vô cùng khác thường, bà Thomas đã nói rằng bây giờ hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử, gần đây Liên Hợp Quốc đang bị thách thức, bà nói và đưa ra lời kêu gọi hãy biểu quyết ủng hộ nếu quý vị tin rằng các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, bao gồm các quốc gia của các quý vị, có quyền đối với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Hãy biểu quyết đồng ý nếu bạn tin rằng Nga phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Đây là hình ảnh hàng trăm giường ngủ được bố trí ở thị trấn biên giới dọc Ba Lan vào ngày 1 tháng 3 để đón tiếp người tị nạn Ukraine. Cũng như Trung Quốc và một số ít quốc gia trên thế giới, Việt Nam cho đến nay vẫn không gọi các cuộc tấn công của Nga và Ukraine là xâm lược mà chỉ bày tỏ lập trường chung chung đối với các hoạt động quân sự đang bị cả thế giới lên án do Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động tại Ukraine, đem đến cái chết cho hàng nghìn người dân vô tội tại đây. Và sự việc không dừng lại, vẫn hàng ngày, hàng giờ họ bị đánh bom, nã pháo. Trong cuộc phỏng vấn với Đài tiếng nói Hoa Kỳ hôm 28 tháng 2, đại biện lâm thời của Ukraine ở Hà Nội, bà Natalia, nói bà hiểu Việt Nam muốn giữ thế trung lập nhưng cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để làm như vậy. Bà Natalia kêu gọi Việt Nam hãy nên đích danh kẻ xâm lược, không chỉ trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam mà cả ở các diễn đàn quốc tế khác. Tại Washington, trả lời câu hỏi của Đại tiếng nói Hoa Kỳ hôm 28 tháng 2, người phát ngôn của Nhà Trắng, ông James Baskin, nói Mỹ khích lệ tất cả các quốc gia là những nước chưa lên án hành động của Nga thay đổi đường hướng của mình. Phiên họp đặc biệt của Liên Hợp Quốc tổ chức từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 với sự tham dự của khoảng 100 quốc gia thành viên. Trong đó, bài phát biểu qua video của Tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày 1 tháng 3 đã nhận được nhiều tràng vỗ tay liên tục từ chủ tọa, trong khi hầu hết các nhà ngoại giao đã bỏ ra khỏi hội trường khi bài phát biểu trực tiếp của Ngoại trưởng Nga ông Lavrov vừa mới bắt đầu được phát lên. Tại phiên họp này, đại diện của Đức cũng đề cập đến một kỷ nguyên mới và một thực tế mới. Đó là Tổng thống Vladimir Putin đã buộc tất cả các quốc gia trên thế giới phải đưa ra quyết định cương quyết và chọn phe. Đây là hình ảnh các nữ chiến binh của Ukraine. Chúng ta phải có hành động có trách nhiệm và đoàn kết vì hòa bình, nữ ngoại trưởng của Đức Baerbock đã nói như vậy. Và lúc này tất cả chúng ta phải lựa chọn giữa hòa bình và xâm lược, giữa công lý và ý chí của kẻ mạnh, giữa hành động và nhắm mắt làm ngơ. Trong khi đó, đại diện của Cuba nói chính phủ nước ông bảo vệ luật pháp quốc tế nhưng lưu ý rằng sẽ là bất khả thi trong việc phân tích một cách chặt chẽ và trung thực tình hình ở Ukraine mà không xem xét các yếu tố dẫn đến việc sử dụng vũ lực. Và việc quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc mở rộng phạm vi tiếp cận của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đến các biên giới của Liên bang Nga đã dẫn đến một kịch bản khó lường vốn có thể tránh được. Những chuyển động đó trong những tháng gần đây bao gồm cả việc chuyển giao vũ khí vào Ukraine tương đương với một động thái gọng kìm quân sự và thật sai lầm khi phớt lờ yêu cầu của Liên bang Nga về những đảm bảo an ninh. Đại diện của Cuba đã nói, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc NATO lần đầu tiên kích hoạt lực lượng phản ứng
sau khi Nga tấn công Ukraine. Triều Tiên, một quốc gia cộng sản bị cô lập, thì cho rằng nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng tại Ukraine nằm ở chính sách bá quyền của Hoa Kỳ và phương Tây vốn tự cao tự đại và tùy tiện đối với các nước khác. Đại sứ Kim Jong của Triều Tiên nhắc lại việc Mỹ và phương Tây vi phạm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Iraq, Afghanistan và Libya với lý do hòa bình và an ninh quốc tế và nói rằng thật là lố bịch khi các nước này đề cập đến việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong tình huống của Ukraine. Và cuộc chiến, một bên là thể chế dân chủ và tự do, một bên là các thế lực độc tài vẫn không ngừng và chưa biết hồi nào chấm dứt.